Hồ Dương Quát xin chào tất cả các anh chị em và các bạn nhé. Vâng, thời gian gần đây thì cũng có rất nhiều bạn comment là muốn chúng tôi hướng dẫn cho cách chỉnh mẫu độ giờ của mẫu đồng hồ B640WDG7DS. Vâng, thì hôm nay thì tôi làm video này để review cũng như là hướng dẫn cho anh chị em và các bạn cách chỉnh giờ thứ ngày tháng của mẫu đồng hồ này nhé. Ở trên các mẫu đồng hồ thì thường nó có những bốn nút khác nhau, ví dụ nút này, nút adjust này, line này, nút mode này và nút start này. Đấy thì gồm có bốn nút khác nhau. Thì đầu tiên ta sẽ nhấn vào nút A. Đấy, hoặc là gọi là nút A B C D đi cho nó dễ hiểu. Vâng, đầu tiên ta nhấn vào nút A này, nhấn giữa nút này. Đấy, cái nút này nó hơi thụt vào trong. Vâng. Mẫu đồng hồ nào thì nó cũng hay làm cái nút này thụt vào trong anh em ạ. Đấy. Khi ta nhấn vào nhấn giữ nhé, ta nhấn giữ thì khi nào thấy cái phần dây điện tử này nó nhấp nháy như thế này thì ta bắt đầu sẽ chỉnh. Đấy. Thì thường cái phần dây thì ta sẽ không cần chỉnh, nếu mà chỉnh thì các bạn chỉ mo nó về không như thế này cũng được này. Đây này, nhấn nó về không luôn này. Đấy, phần dây thì cũng không cần thiết phải chỉnh, ta chỉ chỉnh đến phần giờ phút thôi, thứ ngày tháng thôi. Và ta nhấn tiếp này. Đấy, khi đó ta nhấn vào nút mốt. Đó, khi đó nhấn vào nút mốt thì nó sẽ chuyển cho ta sang cái phần giờ. Thì bây giờ ta sẽ nhấn vào nút đây. Đấy, nút nút dài hoặc là nút start này, nút hoặc là nút next lên xuống. Đấy. Đây, ta sẽ nhấn vào nút start này. Đây, ta tiến này, đây. Đấy. Đấy, ví dụ là bây giờ nó đang làm ví dụ là 1 giờ thôi chẳng hạn. 2 giờ đi. Đấy, bây giờ ví dụ 3 giờ này, ok chưa? Ta chỉnh được về 3 giờ nhé. Sau đó ta nhấn vào nút mode này để chuyển sang chỉnh phần phút. Đây, ta nhấn này. Đấy, ví dụ 15. Ok, đấy. Sau đó ta chuyển sang đến chỉnh về phần ngày tháng. Nhấn vào nút mode. Đó. Như ở đây nó lại là ngày 21. Đấy. Năm 2021 đấy các bạn nhé. Đây này. Đấy, 21 có nghĩa là viết tắt của năm 2021. Không phải 21 mà 22 chẳng hạn đấy, ok chưa? Đấy. Ta nhấn quá thì ta phải quay lại đây này. Đấy, nó lên đến ngày của nó là lên đến năm của nó lên đến hình như lên năm 900 bao nhiêu thì phải. Đấy. Đấy. Ok, ta nhấn vào nút mode tiếp này. Đấy, bây giờ hiện tại nó đang là tháng 11. Đấy, tháng 11, bây giờ ta không muốn nó tháng 11 mà ta muốn ở tháng 12 chẳng hạn đấy. Tháng 12 này, hoặc là tháng 1 này, ta nhấn chỉnh vào đây. Đấy, ta nhấn vào nút start này. Ok chưa? Rồi, tháng 11. Hôm nay là ngày 13, ta không muốn thích ngày 13 đấy, ta muốn nó ngày 14 thì sao? Ok, nhấn nút đây. Xong chưa? Đấy. Sau đó ta next tiếp này. Đấy, khi đó ta next tiếp thì nó sẽ quay lại. Đấy, nó sẽ quay lại anh chị em nhé. Nó sẽ quay lại chỉnh từ đầu cho ta. Rồi, ok. Đó. Khi đó thì xong, tất cả xong rồi, ta nhấn vào nút mode này. Đấy, ta nhấn vào nút mode. Đó là ta kết thúc cái phần chỉnh lập trình cho nó. Vâng, ta sẽ lập trình cho nó là kết thúc cái phần chỉnh này. Bây giờ ta muốn chỉnh về cái giờ báo thức chẳng hạn thì bắt đầu ta nhấn vào nút mode này. Đấy, AL có nghĩa là alarm. Vâng, alarm thì bây giờ ta muốn chỉnh này, ta nhấn vào nút mode. Đó, ta nhấn vào nút mode thì ta thấy là số 12 đang nhấp nháy. Bây giờ ta muốn là chỉnh là 6 giờ chẳng hạn, 6 giờ sáng ta dậy, hoặc 2 giờ đi, đây 2 giờ đây, hoặc là 6 giờ đi. Ok, 6:00, bây giờ ta không muốn 00 nữa, ta lại muốn là 6:10, ta dậy. Ok, đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok rồi, đó, sau đó ta nhấn vào nút mode để kết thúc, xong rồi, đó, đó là ta đã quy trình, là ta đã chỉnh giờ xong của mẫu đồng hồ AE này. Ok, vâng, trên đây thì tôi đã hướng dẫn xong cách chỉnh giờ của mẫu đồng hồ
B640DWDG7ADF. Vâng, mẫu đồng hồ này đang có giá bán 1.234.000. Vâng, anh chị em mua online thì sẽ được giảm giá 10% anh chị em nhé. Vâng, còn đây là tem bảo hành chính hãng của mẫu đồng hồ này. Hiện tại mẫu đồng hồ này đang được bán tại hệ thống đồng hồ Giới Bất chúng tôi. Anh chị em có nhu cầu thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi để sở hữu nó nhé. Vâng, anh chị em có thắc mắc gì hoặc là chưa hiểu ở chỗ nào thì có thể comment dưới video này để tôi sẽ hướng dẫn thêm cho anh chị em. Vâng, thấy video này hay hãy like và share chia sẻ để ủng hộ cho hệ thống đồng hồ Giới Bất chúng tôi ngày càng làm nhiều video hữu ích để hướng dẫn cho anh chị em nhé. Vâng, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh chị em trong những video lần sau. Xin chào.